năng mà tìm người ấy, thì lại không ứng dụng mấy đúng không anh? Vì bạn đang nói là lúc ngủ thì nhắm mắt. Nhiệt độ này bây giờ tức là vừa đấy là mình mới thử cái nhận biết hướng thôi đúng không? Bây giờ là cái nhiệt độ. Thế như thế này là cái quạt này ví dụ tôi thả cái mảng mạch này vào trong tủ lạnh như là nó làm đi luôn nó làm được. Đừng vứt vào kia nhé, đừng vứt vào kia quanh. Ở đây xem là cái nhiệt độ, cái số nó sẽ chạy lên, đây là hàng này đấy à, cái số đây đúng không? Đâu là số 1, đâu là số 2, đâu là số 3? 1 này. À, đây này, số này, số 1, tức là tăng dần 2, từ 3, phía hoặc phải sang phía trái. Nó sẽ kết hợp đây là mấy cái thị phân. Thì đúng rồi, các em sinh viên nó hiểu cái đấy hơn là nhất định nhất trí rồi, tôi chỉ cần xem nó hoạt động nhà thôi. Bây giờ là nhiều bạn, các bạn đi. Bạn quay mình chạy ngoài kia. Rồi. Rồi. À, 5 độ là đã bật thì chúng ta đặt cho nó ví dụ ok rồi. Con chọn cái khoảng thay đổi nó nhỏ thôi. Nhưng từ 20 đến 28 thôi để cho mình thấy thay đổi cho nó nhanh. Không cần đâu, chúng ta sẽ đánh giá. Rồi, bây giờ như tôi hiện tại là 23 độ C. Em là độ đi điểm trong phòng thì ra đi điểm 23 độ C. Rồi, bây giờ bạn đặt lên. Bạn mới đặt nhiệt độ giữa, đặt nhiệt độ đi điểm nữa. Kiểm tra mắt này mi điền và mi mắt 27 mi điền cho tăng cao mi điền lên 15 độ. Vấn đề về sức khỏe này thì cũng phải được các bác sĩ đấy, tức là
lúc nào thì nên tập mạnh, lúc nào thì nên tập nhẹ, lúc nào thì tập trung, trẻ em thì nên tập tốc độ như nào, thì người già như nào, thanh niên như nào, nó sẽ phù hợp với từng đối tượng. Thì tất nhiên trong cái sản phẩm từ tay này của các em ấy, thì mức chưa được phổ mức đấy. Nhưng nếu có thể thì sang phát triển thì chúng ta có thể phát triển là ví dụ cái quả hình chỉ để học em bé thì mình sẽ có chế độ hình riêng cho em bé, nó sẽ phù hợp nhất cho em bé để làm sao cho bé không bị mệt hơn khi ngủ. Tức là bây giờ anh phải lấy thêm cái thống kê đi học của bên y tế để xem cái điều kiện như thế nào của học của nhất, đúng rồi, mình sẽ đặt ra cái chế độ, đúng rồi, cài đặt và phù hợp hơn với các đối tượng người dân nhau. Nhưng tôi là tôi thấy cái này rất có ích cho trẻ em này. Ví dụ tôi có con bé cháu là cứ khi đi ngủ là nó bật rất là to, nhưng sáng hôm sau dậy là y như rằng nó ho đấy. Mình tôi thì tôi hay dậy cứ sắp được. Không, tôi thấy cái cảm thấy nhiệt độ này là rất là có lợi này. Nhưng mà tôi hỏi một chút anh là đây là cái bảng khô của mình ấy. Về sau tất nhiên là khi mình sẽ cho cái bảng lạnh này đúng không? Mình sẽ đóng gói nó trong cái khu mình làm gọn nó trong cái này chẳng hạn đúng không? Thì cái cảm thấy nhiệt độ này nó còn hoạt động chính xác được không? Thực ra là cái cảm thấy nhiệt độ là nó sẽ hoạt động theo cái nhiệt độ tại cái vị trí mà mình đặt cái cảm biến. Đấy, cho nên nếu như giả sử trong cái này khi mà mình đóng gói vào mà mình muốn hoạt động trơn tru và nó hiệu quả thì thứ nhất là khi cái quạt này quay thì nó sẽ không bị ảnh hưởng và cái nhiệt do chính cái quạt tạo ra. Đấy, hút từ đây thì nó sẽ hút, nó hút theo cái đường này đi. Ví dụ anh cụp xuống anh ngửa lên thì cái đường nó hút lại nhìn thấy không sao đâu, nó hợp lý. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ trong trong cái quạt này các thiết bị nó tạo ra này mình sẽ cố gắng tránh cái nhiệt độ ra. Đấy, thì mình sẽ để đâu đó ở cái khu vực mà mình tính là cái nhiệt độ ảnh hưởng đến cái này mình tuân theo. Và tất nhiên nếu như mà đưa vào ứng dụng thì không thể gắn cái cảm thấy nhiệt độ lên mạch thì được, mà chúng ta sẽ dòng ra một cái dây đối với bên ngoài ra cái bên ngoài trong ngoài quạt rất phù hợp đấy. Và ngoài cái và tôi nghĩ là cái quạt này nó tránh cái khu vực mà cái motor để làm cái bầu đúng rồi, chứ nếu gắn vào đấy là lúc nào nó cũng cái quạt chỉ cần chạy 5 phút thôi là từ đấy là nó chạy mạnh nhất luôn liên tục liên tục. Đúng rồi. Và một cái nữa tôi lại muốn hỏi rằng là khi mà cái chế độ chạy này dùng nó tí là bị thì nó cứ làm cho cái khoảng thay đổi tốc độ liên tục cái kia thì nó liệu nó ảnh hưởng đến cái động cơ của khoảng đóng hỏng thế chắc à không anh ạ. Là trả lời nếu mà xét về mặt khoa học nhé thì trong mỗi một cái thiết bị nó có một cái quy trình vận hành riêng. Cho nên là khi mà điều khiển như này là các bạn là phải nghiên cứu, các bạn thanh niên là phải nghiên cứu rồi là cái quạt này hoạt động như thế nào đấy. Thậm chí tại sao chúng ta có thể những cái quạt công nghiệp như là trong phòng anh ấy thì chúng ta cũng nên đo cái nhiệt độ của motor là nếu cần thiết thì sẽ phải cảnh báo khi nhiệt độ motor của đấy. Rồi để cho cái quạt nó bền nó phải có một cái quy trình, đấy, quy trình khi mà khởi động lên nó sẽ khởi động thế nào, khi chạy thì chạy thế nào thì nó mới bền được. Thì không phải là nghiêm nhiên như anh nói là cho vào bật lên cắt đi, bật lên cắt đi là nó nhanh học, cũng không phải. Đấy, và khi tạo gió trời, trong cái lúc tạo gió trời thì cái gia tốc của dòng điện nó hợp lý với cái công suất của cái quạt thì cái quạt nó sẽ rất bền, mà thậm chí nó còn bền hơn cả khi mà anh cứ để yên như thế này. Đấy, nó không thể ra cái hiện tượng quả đặc cũng nhiều để mà trong cái sản phẩm này thì để mà lắp được thì chúng ta phải nghiên cứu cái motor này to hay bé như vừa rồi là cũng phải để ý. Cái một cái thứ hai là cái giao diện ở đây thì là sản phẩm sinh viên nó mang tính chất là để học hỏi mà, cho nên là nó hơi những cái số thì các anh nhìn thấy đến mấy cái con led như thế này nếu mà người bình thường nhìn chắc rất là không bằng. Tức là hiện nay khả năng bật lấy hay bật nhẹ một phần quả của lúc này phần được chúng ta có thể là thay đổi theo ý yêu thích là nhìn thấy cái quả chính diện biết là bằng đẳng là thế. Nhưng mà tôi rất là quá quan trọng bây giờ là một cái sản phẩm đưa ra ứng dụng cho rất là nhiều người trong cuộc sống như này. Như bạn nói là người bình thường, sinh viên, nông dân cũng được dùng, thì quan trọng là giá thành là bao nhiêu. Bây giờ thế tổng chi phí cho nó là bao nhiêu, thiết kế cái mạch đấy hết bao nhiêu tiền, và cái nữa là cái quạt thì nó sẽ là tùy theo cái điều kiện.
và bạn định làm anh bị như thế này là cái quạt này nó sẽ thích hợp với cái mạch này hay là cái bộ mạch này dính vào đây trước. Không phải dính vào đây thử phát lát trước rồi đấy, tao không tắt đi mày ơi. Rẻ nhưng mà quan trọng là bao nhiêu? Thế nhưng mà cái quả này tôi tính là khoảng 150.000.